Ôi, mai mang cho chồng một cái này, một đĩa gỏi, Đi hả? một chai rượu tây, À, đi làm mà ăn sang vậy? ừ, với gọt cho chồng hai trái sầu riêng để mang đi làm. Thế ông bà cô chú nhìn nó chịu nổi không này cô chú Mà này? sao nó leo lên Nó được chui về trong cái tủ này, nó nằm, nó đắp mền, đắp đồ ông này. Rồi chị hai ông lôi em ra. Khăn rồi, khăn lau bát. Nó vui quá hả con hả? Ôi trời ơi, nó nằm ở đây. À, cái này nó chỉ là cái nhựa thôi, nó anh sập ơi, cái sập xuống trong rồi gọi chết. là Bé xuống bé đây. bé ra, ra ra bố bé ra, trời ơi. Đây, Anh em lấy cái này chưa? anh bé ra đi. Nó sập một cái là anh cám đó con. Nó chết rồi con. Cô chú thấy chịu ở hỏi anh không? Phá dễ sợ chứ. Nói chung là thấy cái ton nó là tò mò kinh khủng khiếp của chú ạ. Cái gì anh cũng khám phá rồi, nó xem là cái gì, bố có cái gì mới là về nó lục hết ra. Đồ đạc nhà mình mà mua cái gì mới là nó mở hết ra anh nhỉ. Mình chưa kịp khui nó đã khui trước rồi. Đáng khui của con lắm. Mày dám khui thì bây giờ tao sẽ khui mày luôn. Ôi. À mẹ sao? Mẹ ơi, mẹ ơi, con của con chào khui luôn cái búp bê của con. Bố mẹ, mẹ chưa có kịp để quay cái búp bê. Dạ hả? Dạ. Ừ, con quậy quá mà lấy gì đâu nữa không quay. Được rồi, mẹ em hôn nó cứ dí mặt cho em hôn. Đúng rồi, không trốn. Đau con đỏ hết cả tay luôn rồi kìa. Trời ơi, đỏ tay phải hôn tiếp luôn. Hôn tiếp luôn. Hôn tiếp luôn. Cái mặt anh này, cái phần già chắc khu đế. Nấu như thế này cho lợn ăn rồi. Đấy. Hôm nay Hà tự làm mọi người ạ, nướng 3-4 tiếng đồng hồ nha cả nhà. Ghê vậy? Đó, sườn. 3-4 tiếng luôn hả em? Mai mốt em sẽ làm nhiều xong mình để tủ đông á anh. Dùng cái khay đó, ok. Cái khay nhôm nhà Hà không biết để đâu. Phải dùng cái này. Thơm không? Nè, cho mọi người coi cái chai nè. Full Ice, mọi người vào Costco mọi người hỏi ai cũng biết hết, cái này là ướp sườn ha. Mà ngửi nè, thấy mùi sườn nè. Này sườn nguyên tảng nha cả nhà. Đấy nhá, mình sẽ vắt thêm một chút xíu chanh nữa cho nó. Công nhận tự em làm thì em sẽ thấy nó ngon hơn là cái mua. Mọi người mua là nó đã bị đông đá rồi, xong về mình nướng lại. Chắc chắn tốt hơn, tại không có chất bảo quản. Chỉ có thịt với sốt thôi. Em thấy như này là được rồi. Sao có những người ta ướp hàng chục loại gia vị ấy em? Đúng rồi. Nếu mà mọi người thấy tay họ ăn, họ cứ ướp nhiều gia vị lắm. Ừ. Riêng cái món này là họ cho rất là nhiều như vậy. Ở rau thơm rồi quế rồi tiêu rồi á. Ừ. Ngon, ngon. Thịt mềm ghê luôn. Rất nhỉ? Ngon luôn. Tại Hà nướng 4-5 tiếng mà. Ừ. Em nói nào. Em mua một tảng sườn là có 20 mấy đồng thôi. 23 đồng, rẻ ghê luôn á. Ừ. Này mỗi người chỉ ăn một phần tư này là no luôn á. Mình hiểu. Ừ. Đây mọi người nhìn này, thịt nó thành từng tảng mình như này. Ừ, mua Costco mà họ thấy ok nhất, thịt nó ngon, không không bị nhiều mỡ. Ngon. Ăn chất lượng mọi người. Mua cái hộp họ làm sẵn thì bước mấy lần trước mà thùng mà hay ăn rồi nhớ không, chắc cùng lắm nó chỉ đựng miếng này với nửa cái này thôi mà nó không dày miếng mà không dày này đâu, mỏng lết ăn. Mười bảy đồng, 17 đồng mà nhiều chất bảo quản lắm mọi người, họ để được lâu á. Ăn sao giờ? Bữa giờ Hà đọc nhiều bình luận, mọi người động viên dữ dội lắm. Cho Hùng Hà ơi, đẻ thêm đi, đẻ thêm đi. Tại kêu hai đứa này nó yêu quá. Hà nói không yêu đâu mọi người, trên hình, trên video vậy thôi em ha. Ai nuôi thì cũng cực thôi mọi người ơi. Mọi người không nuôi, mọi người nhìn thấy lúc nào nó vui vẻ thì mọi người thấy nó vui. Cực lắm. Không, cái cực mình không nói. Cái quá trình mình nuôi dưỡng nó, tức là mình phải hướng cho con mình cái những cái điều tốt nhất thì mình không biết nó có theo mình hay không. Rồi á, cái việc mà Hà nghĩ là Hùng Hà chỉ có khả năng trong hai đứa thôi. Tại vì ở đây không có người nhà.
mỗi lần con nó ốm đau là một người cũng đã phải lo toan hết mọi việc rồi. Xua. Xua. Nên thành ra hai là đủ mà. Để chồng tiếp 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 lời vợ. Rồi sao anh không sao? Vợ lấy cho chồng xin một bình nước táo. Cảm ơn vợ. Cho chồng xin tờ giấy. Sai nhiều oxy mọi người. Anh xin cái gì? Tờ giấy. Nói chung á là cái vấn đề mà đẻ nhiều con hay ít con ở nước ngoài thì nó là một cái câu chuyện muôn thuở mọi người. Ở Việt Nam nhé, là mình tự nuôi, mình tự đẻ, mình tự nuôi, rồi mình nhờ ông bà ngoại, nó cũng có nhiều cái thành phần lắm. Thế nhưng mà ở nước ngoài này thì Hùng á thì cái vấn đề mà nuôi hay không nuôi thì chưa bàn đến, nhưng cái vấn đề mà sau này mọi người Hùng thấy là các con ở bên này ấy thì nó có cái hay của nó là như này, là nó rất là tự lập, nó rất là trưởng thành. Thế nhưng mà nhiều khi nó trưởng thành quá, nó trưởng thành đến như Hùng á, là Hùng sẽ gọi nó là như này, bản thân Hùng gọi nó thôi nhé, là trưởng thành đến mức vô cảm. Nó không có tình cảm nhiều. Nó không có nhiều tình cảm mọi người, mà nó cứ đòi ra ở riêng, không có đứa nào mà nếu như mà đứa nào mà nó thông minh lanh lợi là 18 tuổi là nó muốn ra mọi người. Cứ càng thông minh càng lanh lợi là nó càng muốn ra sớm. Thế mà mình không cấm được nha mọi người. Cái này là luật ở đây à. Thì Hà thấy là nó nhạt nhẽo á. Xong rồi có một vài người bạn của Hà lấy chồng Tây á mà. Lấy chồng Tây. Xong bố mẹ vợ đến thăm đến chơi. Thì cái anh chồng lại bảo là bố mẹ một năm đừng đến nhiều. Một năm đến hai lần thôi. Đến ít thôi. Đến ít thôi. Đến ngồi tiếp mệt. Mẹ biết là người già, sau này mình vậy thôi. Em nghĩ sau này mình già mình cũng sẽ thích ở gần con. Mình thích qua chăm nó, hay là bữa nay mình mang qua cho nó cái này kia, ăn uống các thứ kiểu kiểu vậy. Mà con thì nó lại không thích mình. Và rồi em nhớ cái bạn nó còn nói là nhà của bố mẹ thì là nhà của con, nhưng nhà của con ấy không phải là nhà của bố mẹ. Không, đúng không ạ? Đúng. Nên là nghe thấy lo mà bỏ. Thì đẻ nữa thì tuổi thơ của mấy đứa này nó sẽ vui, có nhiều anh chị em nó sẽ vui. Nhưng mà ý Hà bảo là mọi người không có trông mong được giống như ở Việt Nam mình là gia đình nó đoàn kết gần gũi nhiều. Ngay cả vợ chồng mình thôi. Em nghe cái câu mình hay nói nhỉ, bố mẹ ơi bố mẹ sang chơi với bọn con đi, sang nhà con chơi. Nhưng em bảo sang nhà con chơi. Thế tức là mình đang phân biệt giữa nhà mình với nhà bố mẹ. Bản thân Hùng mới hạng vậy thôi. Ngay từ cái câu nói tự nhiên mình không may mà mình nói như vậy thôi, chứ còn Hùng mới là thực sự mà nói thì Hùng bố mẹ nói chung là nuôi dưỡng mình đến tầm tuổi này rồi thì cái nhà bố mẹ muốn sang đây bố mẹ muốn ở luôn cũng được, chứ còn thành cái vấn đề gì. Nhưng mà nhiều khi cái câu nói đó là đã thể hiện được cái sự xa cách rồi mọi người. Thế nhưng mà khi mà Hùng về Việt Nam thì Hùng lại nói là Hùng về nhà chơi. Tức là Hùng coi cái nhà của bố mẹ là nhà của Hùng. Còn đó, thì Hùng lại coi cái nhà của Hùng chỉ nhà của Hùng thôi. Đấy, con cái nó mất dạy vậy đó mọi người. Đấy, con cái mà mất dạy đó. Đấy. Nó chơi vậy thôi là đấy, nhưng mà Hà cảm nhận thôi. Là thấy là trẻ con ở bên này, nếu mà các bạn mà lấy người Việt thì không sao, nhưng mà thì đỡ hơn. Nhưng mà lấy người nước ngoài á thì thấy là sự khác biệt văn hóa xa cách á. Tự mọi người lại còn đẩy xa mọi người ra khỏi bố mẹ nhiều hơn nữa. Tây Tây á, người ta rất thích private. Mà người ta rất thích cái sự riêng tư. Việt Nam mình rất thích trung đụng, rất thích ồn ào, rất thích đàn đúm. Tây nó đàn đúm theo kiểu lạ lắm mọi người. Đến ăn tiệc với nhau mà mỗi thằng xách bịch bia để góc vậy, mỗi thằng uống hết cũng về. Nó lạ. Đương nhiên là có nhiều nước thì có nhiều văn hóa khác, nhưng mà đa số là thế mọi người. Nói chung đương nhiên là không có gì gần gũi bằng người Việt gốc Việt. Người Việt mình là chơi là tóe máu nhất đấy mọi người. Em no quá rồi. Hùng với Hà cũng rất là phân vân suy nghĩ như này, không biết là bây giờ cả đời mình làm xong rồi mình tích cóp mình có thể mình mua được cái nhà, rồi sau này mình có cho con không, hay là mình cho thằng con trai, hay là mình chia đôi, hay là mình bán mình cho đứa con gái. Hùng thỉnh thoảng cũng hỏi bạn bè của Hùng, mấy anh chị ở bên này cũng lớn rồi, có con lớn rồi, thì cũng có người ta suy nghĩ như này, người ta bảo
bản thân chúng nó có xuất phát điểm là tốt hơn mình rất là nhiều, thì tại sao mà mình lại phải cho nó, em hiểu không? Nhưng mà cho nó không lấy rồi. Thì thế. Thế nhưng mà không phải cho nó tí gì thì cho thôi, chứ còn tiền là mình để đi du lịch. Theo như anh ấy thì cái cách nghĩ đó rất là hay. Nhưng mà còn có những cái gia đình anh chị là khổ lắm, mọi người khổ lắm luôn ấy. Nhưng mà cứ phải cố bằng được hai đứa là hai căn nhà, tức là mỗi đứa một căn. Vẫn tư tưởng Việt Nam mà nó vẫn làm là để cho con, sống chết để cho con. Nhưng mà những đứa trẻ mà lấy nó ở bên này thì nhiều khi nó lại không có, nó không cần, nó không cần cái điều đó. Cứ 18 tuổi nó lại cần sự tự do. Anh không cần sự tự do, anh rất cần. Nên cũng chính vì cái việc tiền bạc cũng phân rõ rạch ròi, thành ra là nó cũng sai cách anh ha. Nhất là người Tây, ở Việt Nam mình không nói, nhưng mà Tây á, nếu mà con cái lớn 18 tuổi ở chung á, có khi người ta góp tiền nhà với bố mẹ nữa. Chính xác. Đó là điều bình thường ở đây. Quá bình thường luôn mọi người, quá bình thường. Con phải đóng tiền nhà là chuyện quá bình thường ở bên này luôn. Nên là thôi. Rồi hai đứa chưa ra xong rồi. Tại mọi người, thật ra mọi người chỉ là giống như kiểu là bà con dòng họ nhà với lại mọi người xem clip ấy, thật ra là mọi người nghĩ là do Hồng Hà bên này kiểu cô nương thế cô ấy. Mình ít người, mình không có người nhà thì mình gầy giống ra 5-6 đứa cũng được, thì sau bên này bắt đầu nó đẻ thì nó sẽ đông vui. Anh nói thật với em, anh là con người, anh là đẻ con chứ anh không phải thuộc cái chủng tộc mà nhân giống, em hiểu không? Anh không phải lợn hay gà mà em nhân giống. Mà theo nhưng mà tùy vào nhu cầu mỗi người đúng không? Nhiều nhà quan niệm của Hùng á thì dù đúng hay dù sai thì hai con là đủ. Bạn em cảm thấy mình có khả năng. Khả năng đẻ, nếu khả năng đẻ thì anh vô biên luôn. Anh nói thật với em, mỗi đứa tháng, à quên mỗi tháng đứa. Em bảo em no lắm rồi, ngẩn các anh, ngoan nó cứng quá. Rồi. Dạ, Hà không ăn tinh bột tại vì đêm rồi. Làm xong một cái này nặng khoảng bao nhiêu? Bạn nào uống giọng cơm bên Hà thì cắt tinh bột luôn nha Hà, đêm Hà không ăn tinh bột luôn. Một cái này nhá, nặng phải gần 1 cân mọi người. Làm vì con, thật ra cuộc sống mình cũng sống vì con. Càng nghèo mình càng đẻ nhiều. Mình hy vọng một thằng nó giàu thôi, một đứa nó lấy chồng giàu thôi là chết nó với mình luôn đó, chết luôn đó. Đẻ đi. Ở xứ này không có vụ đó. Ừ. Mọi người cứ đẻ ra xong nó lấy chồng giàu đi rồi mọi người sẽ được tí thóc nhé. Làm vì con, thật ra cuộc sống mình cũng sống vì con. Càng nghèo mình càng đẻ nhiều. Mình hy vọng một thằng nó giàu thôi, một đứa nó lấy chồng giàu thôi là chết nó với mình luôn đó, chết luôn đó. Đẻ đi. Ở xứ này không có vụ đó. Ừ. Mọi người cứ đẻ ra xong nó lấy chồng giàu đi rồi mọi người sẽ được tí thóc nhé.